thì thật ra các bạn đã biết rồi, một cái đề quy nó sẽ có hai phần đúng không nhỉ? Một cái lời gọi đề quy và một cái điều kiện dịch. Thì khi các bạn gọi đề quy như vậy thì sau đó một số hữu hạn lần thì cái đề quy này này các bạn nó sẽ tiến về cái trường hợp điều kiện dừng của chúng ta. Điều kiện dừng hay là một số cái chỗ người ta còn hay gọi là cái điều kiện neo. Chỉ là thông qua cái lời gọi đề quy đó các bạn sẽ đi tiến qua những cái bước. À, cái bài toán chúng ta thường xử lý một cái tập dữ liệu thì thông qua những cái đề quy đó thì kích thước dữ liệu nó càng càng bé chứ nó bé đến một cái trường hợp điểm dừng nó của chúng ta sẽ dừng lại ở một cái chỗ nào đó. Thì các bạn thấy rằng là có nhiều cái ví dụ cái đề quy, ví dụ như là mình lấy một cái ví dụ nhé, factorial là về dây thừa chẳng hạn, bạn thấy không? N dây thừa đó các bạn, thì chúng ta có nhiều cái cách để định nghĩa dây thừa. Ở đây chúng ta dùng một cái kiểu định nghĩa đề quy. Bởi vì tiếp Vlock là cái ngôn ngữ nó hỗ trợ sẵn cái đề quy các bạn nhé. Cái việc viết đề quy trong Vlock nó rất thuận tiện. Và nếu mình nói quá hơi quá một tí đó thì các bạn không biết về đề quy thì các bạn không thể lập trình giải những cái bài toán trong thực tế được. Hay nói cách khác là một cái bài toán nào đó thì các bạn sẽ có những cái mô tả và những cách giải quyết nào đó. Các bạn cố gắng chuyển nó về đề quy. Thì lúc đó chúng ta sẽ làm việc với bộ lọc nó thuận tiện hơn. Ví dụ ở đây các bạn thấy là gì? Cái n dây thừa đó các bạn có thể định nghĩa là bằng 1 nhân 2 nhân 3 đúng không? Nhân cho n là trừ 1 nhân cho n. Thì đối với cái định nghĩa như vậy các bạn có thể dùng một cái vòng lặp đúng không nhỉ? Như các bạn hay biết cái vòng lặp là với y chạy từ 1 cho đến n rồi làm cái gì? Cái p nào đó là bằng p nhân cho y chẳng hạn. Đây là cái kiểu lập trình theo kiểu thủ tục, theo kiểu C. Trong Prolog các bạn sử dụng cái định nghĩa đề quy này. Chúng ta chuyển đổi cái này thành một cái đề quy được không? Cái định nghĩa của chúng ta này. Thì may rằng chúng ta có sẵn cái định nghĩa đề quy, các bạn có thể viết được mình nhanh là gì? N là dư thừa là bằng 1 khi n bằng 0. Trong trường hợp n lớn hơn 0 thì n dây thừa nó sẽ bằng n trừ 1 dây thừa nhân cho n. Các bạn nhìn vào đây này, bởi vì n dây thừa của chúng ta là cái tích nó từ 1 cho đến n, các bạn thấy không? Do đó chúng ta sẽ tách cái tích này ra thành hai phần. Để quy cũng là một cái cách giải quyết theo kiểu chia đều trị. Nếu mà làm được cái này, nếu mà tính được cái này xong, ok, thì chúng ta chỉ cần thực hiện phép nhân với n nữa là xong, được không? Cái việc tính từ 1 cho đến n trừ 1, các bạn mang vào quyết định nghĩa đề quy thì cái này nó là n là trừ một dây thừa các bạn nha. Vậy là khi các bạn làm việc trong bộ lóc á, thì chúng ta phải đưa nó về cái dạng này các bạn, từ cái dạng này chúng ta phải đưa nó về cái dạng này. Thì cái này chúng ta lúc này chúng ta mới làm việc nó phù hợp. Nhắc lại cái hình hôm trước, mình lấy cái hình hôm trước ra đây để mình nói với các bạn là gì, cái cơ chế tìm kiếm lời giải trong bộ lóc á, là cái cơ chế quay lui. Khi nó tìm xong một cái lời giải á, thì nó sẽ đi tìm cái lời giải kế và để tìm cái lời giải kế tiếp trong quá trình tìm cái lời giải đầu tiên hoặc là cái lời giải tiếp theo thì cái cơ chế của chúng ta nó sẽ là cái cơ chế quay lui. Nghĩa là gì? Ví dụ để muốn tìm được cái ai này là cái gì nè thì chúng ta phải làm thỏa mãn những cái mục tiêu con, phải không? Cái mục tiêu con này có bao nhiêu phương án, chúng ta vẽ ra ở dạng cây, Roblox nó vẽ ra ở dạng cây. Thì khi nó thỏa mãn được cái con này rồi nè thì nó sẽ đi cố gắng thỏa mãn cái con khác. Thì bên này chúng ta lại có nhiều phương án thì sẽ lần lượt xét các cái phương án. Ở đây các bạn thấy rằng là gì? Khi chúng ta tìm ra lời giải đầu tiên là bằng B này, thì nó sẽ quay trở lại cái chỗ chỗ nào các bạn? Quay trở lại cái chỗ ở trên này này, được không? Đây. Ok. Và nó đi tìm cái phương án tiếp theo, nó cố gắng tìm cái phương án tiếp theo. Cái cơ chế mặc định của chúng ta là đi tìm nhiều cái lời giải. Thì khi nó quay lui lại đây đấy thì nó sẽ đi tìm cái phương án khác. Ok, thì tới đây nó lại tính được cái i bằng c và nó tiến hành một cái quá trình là tiếp tục, được không? Do đó ở đây trong những cái trường hợp mà chúng ta không dùng, trong trường hợp mà chúng ta không muốn cái điều bên dưới, chúng ta muốn bỏ cái này đi thì để bỏ được cái đó
trong bộ lóc nó sinh ra một cái nó gọi là lá cắt. Vậy là một cái khái niệm quan trọng khi các bạn học trình trong bộ lóc đó, là lá cắt. Đặc biệt khi các bạn giải những cái bài toán về quy thì trong những cái tình huống mà chúng ta không mong muốn nó quay lui để tìm những cái lời giải tiếp theo, cái việc làm như thế nhiều khi nó dẫn đến lãng phí cái thời gian cũng như là cái tài nguyên, thì chúng ta có thể sử dụng nhát cắt để chi các bạn. Khi mà các bạn đưa nhát cắt vào đó thì thật ra cái này nó cũng bị cắt luôn các bạn. Có nghĩa là gì? Sau khi tìm lời giải đầu tiên thì nó sẽ stop ngay đây nếu các bạn sử dụng nhát cắt, và cái này nó sẽ không có quay lại đi tìm cái phương án tiếp theo nữa, được không các bạn? Đặc biệt là trong những cái việc từ để quy, trong những cái vị từ mà nó có nhiều cái lời giải. Ok, thì là trong cái phần tiếp theo của chúng ta đó, chúng ta sẽ xét về kỹ lá cắt. Ở đây có một số cái để các bạn liên quan tới nhắc cắt các bạn để ý ha. Cái cú pháp của chúng ta đó, cái cú pháp chúng ta viết rất kỳ lạ, viết cái dấu chấm than mà đây là nhắc cắt. Ok, cái dấu này là cắt đó các bạn. Ok, vậy là gì? Cái cơ chế quay lui và cái tìm kiếm lời giải đối với các cái vị từ cùng tên đó, nó sẽ bị bỏ đi nếu chúng ta sử dụng cái nhắc cắt như mình nói vừa rồi đó. Thì khi chúng ta dùng cái nhắc cắt mà phù hợp đó, thì chúng ta có thể tiết kiệm cái thời gian cũng như kỹ của nhớ đó. Có nhiều cái tình huống sử dụng nhắc cắt. Trước khi đưa ra những cái tình huống mà dùng cụ thể đó, chúng ta phân tích một cái sơ đồ của nó chi tiết hơn, nói chi tiết hơn. Sau cái chi tiết này thì chúng ta sẽ đi vào một số cái tình huống xảy ra như thế nào, những cái quy tắc mà có cái sử dụng thì nhắc cắt của chúng ta. Ở đây mình xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó, là đối với các cái quy tắc không được quy. Trường hợp thứ hai là đối với các cái quy tắc được quy. Ở đây các bạn được quy là các bạn thấy là cái việc từ hai nè, từ hai đúng không chúng ta? Ở đây là việc từ hai. Vị từ hai. Ở đây chúng ta có một cái lời gọi để quy này. Gọi để quy. Để quy là chúng ta gọi là chính nó đúng không các bạn? Gọi là chính nó. Thì chỗ này là chúng ta có một cái quy tắc để quy. Viết như vậy có nghĩa là cái vị từ hai này nè các bạn. Cái vị từ hai này nè, nó có ba cái nhánh tìm kiếm đúng không nhỉ? Ba cái phương án. Ok. Chúng ta sử dụng nhắc cắt ở trước cái vị từ hai các bạn thấy không? Các bạn để rồi đối với quy tắc không định quy đơn giản hơn, chúng ta có một cái vị từ một, có hai tình huống thôi. Ok, cái tình huống A làm cái A nào đó, sau đó gặp nhắc cắt, sau đó làm cái B nào đó. Tình huống thứ hai thì chỉ làm một cái C nào đó, bởi vì cái dấu phẩy này là và ngán, còn nhớ không? Cái dấu phẩy này là và. Lắc cắt là một cái vị từ luôn luôn đúng các bạn. Khi các bạn thực hiện cái A xong á thì các bạn gặp nhắc cắt, được chưa? Nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Nếu A đúng nghe, nó sẽ gặp nhắc cắt. Nhắc cắt này nó làm cái gì? Nó ngăn cái việc tìm cái lời giải tiếp tục cho A. Tức là gì? Có hai cái cần phải để ý ở đây các bạn. Cái tình huống A của chúng ta đây này, có thể là một cái vị từ nó có rất nhiều lời giải các bạn nha. Sau khi chúng ta tìm được cái lời giải đầu tiên cho A, chúng ta gặp nhắc cắt, nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Chúng ta sẽ không bao giờ tìm tiếp cái lời giải cho A nữa, được không? Chỉ xét lời giải đầu tiên cho A thôi, được không? Trong trường hợp nhiều lời giải thì nó chỉ xét cái lời giải đầu tiên cho A thôi. Còn những cái lời giải, nếu mà các bạn không để nhắc cắt vào đây nhé, nếu các bạn không để nhắc cắt vào đây thì sau khi tìm lời giải cho A rồi, đầu tiên cho A, thì nó đi thực hiện B, nó làm gì đó vân vân mà không biết. Nhưng sau đó nó sẽ quay lại, nó tìm cái lời giải khác cho A và nó lại tiếp tục quay lại, nó tìm lời giải khác cho A, nó tiếp tục quay lại, nó tìm lời giải khác, nó tiếp tục đó, cái cơ chế quay lui của nó. Nhưng ở đây nó chúng ta điền cái nhắc cắt vào đây, chúng ta đưa cái nhắc cắt vào đây, nghĩa là gì? Chúng ta không bao giờ tìm tiếp cái lời giải cho A. Sau khi làm A xong, A đúng, có được một lời giải gặp nhắc cắt thì chúng ta thực hiện B. B đúng hay B sai kệ nó, không quan trọng, được không? Đúng thì chúng ta sẽ được cái thỏa mãn đầu tiên cho cái, nếu B đúng thì chúng ta được cái thỏa mãn đầu tiên cho cái vị từ tìm một.
Còn nếu bê sai thì chúng ta không thỏa mãn được cái đầu tiên cho việc tìm một. Hay nhắc cách này nè, nó không những ngăn chặn cái tìm lời giải tiếp theo cho A, nó còn ngăn chặn đây, và không quay xuống cái vị từ thứ nhất lần thứ hai để kiểm tra xem. Có nghĩa là gì? Khi gặp cái nhắc cách này nè, thì nó sẽ không có xuống như này nữa. Không ta. Còn dĩ nhiên khi mà A sai đó các bạn, khi A sai thì chúng ta đâu gặp nhắc cách đâu, bởi vì đây là và mà, thì nó lại chuyển xuống. Trong trường hợp này là A đúng đó không nhỉ? Còn nếu A sai đó thì, nếu mà A sai đó thì sao các bạn? A sai thì nó chuyển qua bên này rồi, nhớ không? Thì nó thực hiện cái bên này. Các bạn thấy rằng cái này nó giống như cái ít và cái eo các bạn nhỉ? Nếu điều kiện đúng, ok, thì làm cái bên rồi đó, có L, C. Có nghĩa là gì? Khi điều kiện đúng á, khi điều kiện A là A này có thể xem như cái điều kiện được các bạn nhỉ? A này có thể xem như cái điều kiện. Thì khi điều kiện A đúng đó, thì trong trường hợp có nhắc cắt, chúng ta làm cái B xong rồi thì thôi, đâu có làm C nữa đâu các bạn, được không? Còn nếu A sai, nếu A sai thì chúng ta không có gặp nhắc cắt, lúc đó chúng ta quay trở lên chúng ta làm, quay xuống dưới chúng ta làm C. Ok. Trong cái bộ luật tức là đối với quy tắc không được quy, không được quy tức là nó không có gọi là chính cái bản thân đó. Cái ở bên dưới hồi nãy mình viết trước đó là một cái quy tắc được quy. Cái vị từ hai này có ba tình huống các bạn nhỉ. Tình huống đầu tiên coi như đúng, tình huống thứ hai thì phải làm cái A rồi sau đó gọi để quy. Tình huống thứ hai dưới này này, này. Tình huống thứ nhất là coi như là luôn luôn đúng, không có làm gì cả nghe các bạn. Cả thì là coi như đúng, chả làm gì hết. Lần một thì cái này thỏa mãn được chưa? Bây giờ tới cái thứ hai đây. Cái thứ hai đây A đúng được chưa? Gặp nhắc cắt, gọi cái vị từ hai. Và vị từ hai là ở cái lần thứ hai. Cái nhánh này có được thực hiện không các bạn? Nó không làm được không các bạn? Ok, nó sẽ không làm cái B này, này. Cái B này sẽ không được làm khí. À đúng. Nhưng mà không được làm là đối với cái lần 1 này thôi các bạn nhé. Còn đối với lần 2 thì sao? Cái này mình đã biết chưa các bạn? Đối với lần 2 mình đã biết chưa? Đối với lần 2 thì mình chưa biết đúng không? Đó. Mình chưa biết, ok. Tức là gì? Nói tóm tắt là nào? Khi A sai hả? Thì dĩ nhiên làm thằng này thôi là đúng rồi. Khi A sai thì 4 được kiểm tra. Ok. Khi A đúng, cái vị từ 2 trong đây là nó thực hiện cái lần gọi lần 2 này này, đúng không ta? Nó được thực hiện. Được chưa? Vị từ 2 trong cái lần đó nó được thực hiện. Nhưng cái dưới này nè, khi A đúng nè. Khi A đúng nè, đây, khi A đúng mà gặp nhắc cắt này, thì cái dưới này nè các bạn, nó sẽ không được thực hiện. Được chưa? Cái dưới này không được thực hiện. Ok không? Đó. Cái vị từ 2 trong 4 đó các bạn, trong 4 là cái thằng dưới này sẽ không được kiểm tra. Dĩ nhiên nói vậy là ứng với cái lần gọi đó thôi chứ đúng không ta? Còn đối với cái lần khác thì mình đã biết cái điều gì xảy ra đâu. Nó không phải là nó cấm hết cho tất cả các cái lần gọi trong cái lần gọi đó thôi, được không gọi. Đó là các bạn thấy rằng là gì? Vậy là chúng ta sẽ đặt một cái nhắc cắt và một cái vị từ nào đó. Thì chúng ta chỉ phân ra làm hai loại vị từ thôi. Cái loại là để quy và một cái loại là không để quy. Rồi bây giờ mới đi vào cụ thể này, đi vào cụ thể. Nó phân loại vậy thôi, nhưng mà nó cũng không thực sự hẳn như vậy. Cái tình huống khi các bạn tìm, khi các bạn nhớ là các bạn chạy cái gôn ngòi đó, tức là các bạn sẽ gõ vào trong một cái hộp để các bạn hỏi nhỉ. Hôm trước các bạn hỏi là ai là nam chẳng hạn, các bạn nhớ không? Các bạn hỏi ai là nam chẳng hạn, các bạn enter một cái chẳng hạn. Thì ví dụ nó sẽ ra là con một, được chưa ta? Xong nó sẽ ra là con hai, rồi nó sẽ ra là 3-1, rồi nó sẽ ra là 3-2, các bạn còn nhớ không? Hôm trước. Và nó sẽ ra cái đáp số là mấy? 4 cái lời giải, 4 cái solution. Ok. Bây giờ các bạn có thể là gì?
mình chỉ muốn đi tìm một người nào đó là nam thôi, được không? Đó. Tức là gì? Bây giờ mình muốn ngay tới ngay đây chỗ này nè, tới chỗ này thì dừng, không có làm nữa, được không ta? Tức là gì? Chúng ta muốn đi tìm cái lời giải đầu tiên thôi, được không? Thì cái phần này nè, chúng ta sẽ bỏ nó đi, được không? Ừ. Và muốn bỏ được cái phần này đi á, thì các bạn phải chèn thêm vào đây cái nhắc cắt, được không? Tức là gì? Khi các bạn gõ gôn đó, các bạn gõ năm ai xong, thay vì enter thì các bạn chèn thêm cái nhắc cắt của nó, được không? Thì cái việc mình chèn thêm cái nhắc cắt vào đó, nó giúp mình cái gì? Nó giúp chúng ta bỏ đi được những cái phương án còn lại, được chưa các bạn? Đó là cái tình huống alpha, các bạn thấy không ạ? À? Chúng ta chỉ tìm lời giải đầu tiên ở gần ngoài. Thì các bạn ạ, ok, tình huống tiếp B. Tình huống B là cái tình huống mà chúng ta rất là hay gặp. Có nghĩa là trong những cái trường hợp bài toán của chúng ta, dĩ nhiên chúng ta thể hiện nó bằng lệ quy, nhưng cái bài toán của chúng ta nó chỉ có duy nhất một lời giải. Đối với những cái bài toán có duy nhất một lời giải, chúng ta biết rồi. Thì sau khi tìm được cái lời giải đó, sau khi tìm được cái lời giải đầu tiên đó, chúng ta sử dụng lắc cắt để dừng cái quá trình tìm kiếm đó, không có đi vòng vòng nữa, bởi vì nó chỉ có một lời giải thôi. Cái việc quay lui tiếp tục nữa là lãng phí, thì không có ạ. Các bạn tìm dòng được một lời giải, và toàn bộ cái quá trình này còn quay lui quay tới gì đây, các bạn bỏ nó đi, được không? Chúng ta tìm, bởi vì chúng ta biết chắc nó, chúng ta biết chắc nó là chỉ có một lời giải, thì chúng ta sẽ stop lại và chúng ta dùng cái nhắc để chúng ta chặn đầu nó lại. Đó là tình huống beta. Tình huống sigma là cái tình huống cũng ít khi gặp. Cái tình huống gamma chúng ta hay gặp hơn. Đối với những cái bài toán của chúng ta, thông thường các bạn sẽ không có những cái vòng lặp. Trong lập trình block các bạn sẽ không có những cái vòng lặp. Do đó đi để tìm nghiệm, để giải một cái bài toán nào đó, thường các bạn phải tìm nghiệm. Các bạn sẽ sinh ra các cái ứng viên, đúng không ta? Các bạn sẽ sinh các ứng viên đó, nó có thỏa mãn hay không, được không? Đặc biệt là cái phương pháp mà các bạn biết là cái phương pháp vét cạn hay là tìm kiếm của chúng ta này, cái cơ chế cái vét cạn hay là tìm kiếm của chúng ta đó, là chúng ta sẽ sinh ra và chúng ta thử. Các bạn đã nhớ rằng là gì? Chúng ta sẽ sử dụng cái cơ chế theo chiều sâu của cái block để chúng ta quét hết các cái phương án có thể. Ok, thì trong những cái chương trình sinh và thử như vậy, nếu các bạn biết rằng là gì, nó chỉ có một lời giải, hoặc là cái lời giải nó có bao nhiêu lời giải đó thôi, thì chúng ta có thể dùng cái lắc cắt để dừng cái quá trình đó lại cách phù hợp. Cái quá trình sinh này nè là cái quá trình tạo ra nhiều ứng viên. Thì nếu các bạn muốn stop cái quá trình này khi các bạn thử nghiệm xong, với những cái điều kiện nào đó, thì các bạn có thể stop cái quá trình này lại, cái quá trình này không tiếp tục nữa. Ý là như vậy, chúng ta phân chia tình huống như vậy thôi, chứ thực sự nó không có cái gì là khác nhau. Bây giờ mình sẽ làm cái ví dụ, làm gọi là dây thừa đi ha. Đầu vào là một cái y, mình sẽ có một cái vấn đề. Các bạn biết rồi, không dây thừa là trường hợp neo, các bạn biết trước. N dây thừa, N dây thừa là bằng bao nhiêu? Các bạn phải đặt một cái biến. Muốn vậy thì các bạn phải làm cái gì trước ta? Muốn tính được N dây thừa bằng bao nhiêu thì các bạn phải tính cái gì trước? Có phải là các bạn gọi vậy không? N trừ 1 làm được một máy chưa? Sau đó các bạn lấy cái máy đó, các bạn ngăn với N, đúng không? N sẽ bằng tên là L. Bạn thấy cái lỗi ở dưới không? Đây, bạn thấy đây. Làm sao được chỗ này sao có cái lỗi kỳ các bạn? Đây, chúng ta gọi N trừ 1 này. Cái lỗi là do cái này, cái lỗi nó sẽ tạo ra bởi cái này. Các bạn để ý là gì? Trong block á, chúng ta không có làm cái kiểu như thế này được. Mà trong chỗ này muốn như vậy đó, thì chúng ta phải đặt một cái biến nào đó. Ví dụ mình đặt cái biến là N1 là bằng
chúng ta đặt cái biến n là một và mặt n trừ một chẳng hạn. Ok, sau đó các bạn lại đưa cái n là một nó vào trong này thì được các bạn nha. Ok không, chứ không có kiểu mà cứ làm tắt như vậy là không được. Một đó, cái lý do đây các bạn phải làm gì, các bạn sẽ tạo ra một cái biến gọi là n là một, sau đó các bạn mới gọi cái n là một đấy, thì không vậy. Cảm thấy khác nhau không? Chúng ta đặt qua một cái biến trung gian để chứa cái đó và chúng ta gọi cái trung gian đó vào, được không? Chứ không có làm direct được. Cái thứ hai các bạn để ý là cái bên này nó có cái kỳ kỳ các bạn nha. Đây, các bạn còn nhớ cái dấu bằng hôm trước mình nói trong vlog không? Cái bên này là chưa biết đúng không nhỉ? Bên này là biết rồi đúng không ta? Một bên là chưa biết và một bên là biết rồi, thì cái này chính là phép gì các bạn nhỉ? Đây chính là phép gì? Nhớ không? Đây chính là sẽ là cái phép gán của chúng ta. Còn nếu mà hai bên đều biết rồi hết, hai bên đều biết rồi hết, thì nó sẽ trở thành một cái phép so sánh. Được rồi các bạn, đây là cái gồm rồi. Các bạn gõ dây cửa. Ví dụ các bạn gõ là 4 dây cửa. Nó báo cái gì đây các bạn? Rồi làm quen với các cái lỗi các bạn, nó báo cái gì đây? Illegal number of argument. À, số đối không hợp lệ. Nó có mấy đối các bạn? Nó có mấy đối? Nó có hai đối, chúng ta mới truyền vào con đối. Thì là chỗ này chỉ gõ gì? Dây cửa 4 được máy. Các bạn thấy kết quả là 24 đúng không? 4 dây thừa là bằng 24. Nhưng mà các bạn quan sát là gì? Sau khi nó ra kết quả bằng 24 thì nó sẽ xảy ra một cái lỗi. Các bạn thấy cái lỗi đó là gì? Hôm trước bạn Thắng có phát hiện là cái lỗi này. Cái lỗi của chúng ta đó là gì các bạn nhỉ? Stack overflow, thấy không? Tính thì nó cũng tính được đó. Nó tính ra kết quả là bằng 24. Nhưng các bạn để ý là gì? Khi chúng ta làm thông thường thì sau khi làm xong được bao nhiêu lời giải hay là không có lời giải thì nó phải báo được mình biết. Ở đây các bạn thấy là nó thiếu cái báo đó. Và cái này là có 24, nó sẽ có cái lỗi ở đây. Cái lỗi này là gì? Tràn chỉ stuck. Tràn stuck. Ok, các bạn thử nha. Ví dụ mình đưa vào 4 dây thừa để tính. Mình tính 4 dây thừa nhé. Mình tính 4 dây thừa. Ok. Thì nó sẽ vô đây. Được không? Cái này không được. Nó sẽ xuống dưới đây, được không? Đây. Ok. Khi xuống dưới đây đó thì chỗ này nó thành là gì? Là 3 dây thừa đúng không? Nó tính 3 dây thừa. Tính 3 dây thừa được mấy các bạn hả? Tính 3 dây thừa ngắn. Ok. Thì khi chúng ta tính 3 dây thừa thì nó lại quay vào trong, nó gọi. Được không? Nó gọi và cái này không thỏa thì nó lại xuống dưới, được không? Xuống dưới. Ok. Xuống dưới thì bây giờ nó sẽ gọi, nó sẽ tính là gì? Là 2 dây thừa. Khi mà chúng ta tính 1 dây thừa đó thì cái chỗ này là nó sẽ bằng 0 đúng không ta? Thì ở một cái lần gọi nữa nó sẽ gọi cái thằng 0 dây thừa. Được không? Thì khi tính thằng không dây thừa đó các bạn, thì không dây thừa nó bằng mấy các bạn biết rồi, không dây thừa chúng ta nó sẽ bằng 1 đây đúng không? Thì cái không dây thừa này nó sẽ return ra cái kết quả là 1. Nhưng sau khi được cái lời giải là 1 đó rồi các bạn, thì nó lại đi xuống dưới nữa nè, các bạn thấy không? Nó lại đi xuống dưới nữa. Lúc đó cái không này nè nó trừ cho 1. Thành ra các bạn thấy là gì? Cái không dây thừa này nè, nó sẽ gọi cho để quy với cái trừ 1. Được không các bạn? Cái không dây thừa là đáng lý bằng 1. Bằng 1 là xong rồi. Các bạn sẽ return về. Các bạn sẽ return về. Và các bạn sẽ được cái kết quả là bằng 24. Đúng không? Nhưng nó lại còn, vì cái cơ chế mặc định của nó là đi tìm nhiều lời giải mà các bạn. Các bạn nhớ là gì? Cái dây thừa chúng ta nó có hai nhánh mà. Đúng không? Thì ở một cái lần gọi, ví dụ ở cái lần gọi dây thừa không đó, ở cái lần gọi dây thừa không đó các bạn, thì sau khi tìm được cái kết quả là 1 rồi thì nó vẫn đi xuống tiếp tục
trong cái này. Và các bạn biết là gì? Không dư thừa bằng một, một sau khi trả ra được cái kết quả là 24 rồi, thì cái quá trình này cần phải bị loại bỏ thì các bạn. Ok không? Do đó trong trường hợp này chúng ta phải sử dụng cái nhắc cắt ở đây. Đây, điểm thêm cái từ khóa của phase vào. Thực hiện từng bước nha, ấn F8. Okay. Các bạn xem cái cửa sổ phase bên dưới kìa. Các bạn thấy cái cửa sổ phase bên dưới không? Đây. Cái cửa sổ phase này. Các bạn thấy chúng ta đang gọi dây thừa 4, được chưa? Ok. Rồi, các bạn ấn F10. À, phải enter rồi chứ. Enter rồi, ấn F10. Vậy là các bạn F5 đi ha. Rồi. Các bạn thấy nè, ba dây thừa thấy không? Cái ba dây thừa không? Đây, nó tính ba dây thừa này. Được chưa? Đây là chỗ này 4 nè, chỗ này 4 nè. Thì chỗ này là 3 nè. Tức 3 nè. Bây giờ nó sẽ gọi dây thừa 3 nè. Ok các bạn nha. Mình tiếp tục nhé, F10. 3, các bạn thấy nó đang call dây thừa 3 kìa, thấy không? Đây, các bạn thấy nó đang call cái dây thừa 3. Ok. Tiếp tục. F10. Ok, F8. F10. Các bạn thấy nó gọi dây thừa 3 xong, nó gọi tới dây thừa 2 kìa, thấy không? Dây thừa 2 xong nó nhảy rồi dây thừa 1, thấy không các bạn? Dây thừa 1 xong nó gọi dây thừa 0 nè, thấy không? Khi gọi dây thừa 0, để ý này, khi gọi dây thừa 0 nè, cái kết quả của chúng ta là bằng mấy? Cái dây thừa 0 nè, nó trả ra kết quả là bằng 1, thấy không các bạn? Được chưa? Ở đây đó, cái dây thừa 0 nó sẽ trả về cái dây thừa 1 các bạn. Nó return liên tục, nó trả về cái dây thừa 1. Nó return trả về cái dây thừa 2. Nó trả về cái dây thừa 3 và nó sẽ trả về cái dây thừa 4. Lúc đó các bạn sẽ ra được cái phương án là 24. Đây nghe. Đó, các bạn thấy return 1 ha. Sau đó return dây thừa 1 nè. Các bạn thấy return dây thừa 1 không? Ở dưới cái ông trục đó. Return dây thừa 2 nè, thấy không? Này bằng 6 nè. Return dây thừa 3 bằng 6 nè. Return dây thừa 4 bằng 24, thấy không các bạn nè. Đây, thì tên dây thừa 4 bằng 24 nè. Ok. Ra cái quả máy bằng 24 các bạn thấy chưa? Ra cái quả máy bằng 24 các bạn thấy chưa? Sau đó nó lại tiếp tục nghe, nó lại tiếp tục trừ 1 các bạn thấy không? Trừ 1, ok. Các bạn thấy rằng là gì? Mình nhắn liên tục nghe. Các bạn thấy cái số cài này nó càng âm nè. Quá trình này nó kéo dài tới vô hạn các bạn. Dĩ nhiên vô hạn là chúng ta nói vô hạn vậy thôi. Chứ khi thực hiện cái định quy thì trong máy tính nó phải sử dụng cái cơ chế vào ra ngăn xét gì đó và nó phải lưu thêm cái thông tin gì đó trong cái quá trình mà nó gọi định quy đây. Ok. Lưu là lưu cái gì các bạn nhỉ? Trong quá trình mà gọi định quy thì nó phải nhớ là cái gì? Còn nhớ một trước không? Các bạn phân tích cái này một tí nè. Cái định quy này của chúng ta nó gọi là định quy đuôi. Có nghĩa là các bạn gọi vào. Cái này nó gọi cái này. Này nó gọi vào. Gọi thế này, cái vòng lặp của chúng ta đây. Trong quá trình làm như vậy thì nó ghi cái này lại, nó ghi những cái phép toán này lại. Các bạn cứ gọi vòng vòng như vậy đó, các bạn cứ gọi vòng vòng như vậy đó, thì cái này nợ nần nó càng ngày nó càng chồng chất lên các bạn nha, được không? Rồi đến lúc mà nó vượt qua cái stack của chúng ta nó có một cái giới hạn nào đó thôi. Được chưa? Nó vượt qua thì nó sẽ xảy ra cái lỗi là stack overflow. Không các bạn nha. Cái đề quy này của chúng ta đó, cái đề quy của cái dây thừa này nè, nó có cái mà lưu lại này nè, cái này gọi là cái đuôi các bạn. Những cái loại đề quy này là cái đuôi. Còn nếu cái đề quy của chúng ta mà không có cái đuôi đó các bạn, thì cho dù nó lập tới vô hạn, thì nó cứ lập tới vô hạn, thì nó cứ lập thôi. Nhưng do không có cái đuôi, thành ra nó không dùng tới ngăn xét và nó không có dẫn đến cái lỗi stack overflow. Giống như cái bữa hôm trước mình có phân tích với chỗ thắng đó các bạn thấy không? Cái bài quan hệ hôm trước cũng là một cái bài có đuôi, nó sẽ dẫn đến cái overflow. Thì để tránh những cái điều như thế này, trong tình huống này các bạn thấy rằng là nó chỉ có một lời giải và chúng ta nên
dừng lại thêm. Khi nó gọi không dây thừa các bạn, riêng cái nhánh mà không dây thừa đó, khi nó gọi không dây thừa thì thông thường là nó có hai nhánh đúng không các bạn nhỉ? Cái không dây thừa nó sẽ có hai nhánh. Và sau khi trả ra kết quả là một, không không dây thừa này, kết quả là một, nó gặp cái nhánh cắt to đùng chặn lại, có nghĩa rằng là gì? Nó sẽ không tìm cái lời giải ở bên dưới này các bạn đúng không nhỉ? Nó sẽ ngăn chặn cái việc xuống bên dưới này. Cái xuống bên dưới này nguy hiểm nè, bởi vì nó sẽ dẫn đến cái vô hạn bên dưới này. Có nghĩa là nó sẽ ngăn chặn cái quá trình mà liên quan tới cái nhánh bên dưới, cắt cái này đi, thấy không? Không dây thừa là một, một thì trả là đủ rồi, trả tới 24 là xong việc. Thì cái tình huống này chúng ta sẽ không quay lui và chúng ta sử dụng nhánh cắt. Mình thêm vào các bạn thấy rằng là nó ok ngay nhé. Đó, bữa sẽ thay cái dấu than một khối. Anh tự nhắc L F8 Enter. Mình chạy lại nha. Sau khi trả là 24 thì nó sẽ dừng lại. Đấy, dây thừa 01 kìa. Các bạn nhìn ở dưới nè, sau khi return xong nha, thì nó đó, nó ra luôn một solution, không có cái quay lại nữa đâu các bạn, thấy không? Do là nhờ cái nhắc cắt của chúng ta đây này, không có quay xuống dưới. Ok. Chúng ta mình thử làm cái ví dụ về tổ hợp các bạn có CN là chục cá. Thì nếu mà các bạn làm bình thường nó là N dây thừa, chỉ K dây thừa, N chỉ K dây thừa. Nếu các bạn làm để quy á, thì phân ra làm hai trường hợp, nó sẽ bằng 1 với hai trường hợp khi K bằng 0 hoặc K bằng N. Còn trong trường hợp ngược lại thì CN chấm K của chúng ta đó, nó sẽ bằng là CN trừ 1 K cộng cho CN trừ 1 K trừ 1. Ok. Đó, các bạn thấy nè, mình viết luôn ở bên này, các bạn thấy không? Combinatorial là tổ hợp đó. Trường hợp này các bạn viết trước nha, đây. Khi trường hợp này là bằng 0 nè, có nghĩa là K bằng 0 đó các bạn. Cái đối thứ nhất của chúng ta là K, cái đối thứ hai của chúng ta là N, và cái đối thứ ba của chúng ta là cái kết quả. Khi K bằng 0 thì các bạn thấy ở đây là cái dấu gạch này. Dấu gạch này có nghĩa là cái biến vô danh này các bạn. Nó là bao nhiêu kệ nó. Nó là 1 tỷ cũng kệ nó. Nó là 10 cũng kệ nó. Nó là 100 thì cũng kệ nó. Nó là bao nhiêu mặc kệ, không quan trọng. Cái biến như thế gọi là biến vô danh. Đây các bạn thấy có một cái dấu gạch dưới này là cái biến vô danh này. Thì kết quả của chúng ta là bằng 1, các bạn thấy không? Ở đây mình rút kinh nghiệm hồi nãy, không cho nó xuống dưới, không có làm lung tung nữa. Khi K bằng 0 thì khi K bằng 0 thì cái này xong rồi thì thôi, không có qua bên này nữa, không có làm gì lung tung bên này, xong, quay trở về xong nhiệm vụ của nó, được không? Không có quay vui nữa. Okay. Ở đây các bạn dùng nhắc cắt thấy không? Trường hợp thứ hai là khi K bằng N. Trong vlog khi muốn diễn tả là K bằng N thì các bạn có hai cách làm. Một là các bạn truyền một cái chữ K đó, chữ K đây. Còn không thì các bạn có thể thích truyền vào đó là gì? Là N, là N cũng được. Được không nhỉ? Okay. Hôm trước cái ví dụ mà thảo luận về cái việc quy các bạn nhé, không ạ? Cái bên này nó cũng ra cái I bằng B, cái bên kia nó cũng ra cái I, nhưng mà cái I bên kia nó bằng C chẳng hạn. Các bạn thấy không ạ? Hai cái I là cái I B, cái I C là nó khác nhau, không được. Do đó gì? Thay vì so sánh, thay vì các bạn viết như vậy, các bạn có thể viết cái kiểu hay chúng ta hay viết nè, K, N. Rồi, ở trong này các bạn viết một cái phép so sánh gọi là K bằng N. Các bạn để ý không? Nếu chúng ta viết cái so sánh K bằng N ở đây, ở chỗ đây K, chỗ đây N. Ok, thì thay vì viết như vậy đó, thì trong blog người ta hay viết trực tiếp như vậy luôn. Đây là K, đây là K, hoặc là đây là N, đây là N. Okay. Thì trong trường hợp hai cái thằng nó bằng nhau thì kết quả là bằng 1. Trường hợp này cũng là trường hợp neo các bạn nhỉ. Và chúng ta cũng dùng nhắc cắt ở đây. Nếu như không cắt nó chui xuống dưới này,
rất nguy hiểm các bạn. Khi chui xuống dưới này thì các bạn thấy rằng là gì, trừ một nó sẽ xảy ra những cái tình huống tốt. Ok, đó là hai trường hợp neo. Hai trường hợp neo thì nó ứng với ở đây các bạn này. Cái này là ứng với hai trường hợp neo đó. Còn cái trường hợp eo của chúng ta đó thì nó vô đây, trường hợp thứ ba. Trường hợp bình thường đó, trường hợp mà có lời gọi để quy ấy, các bạn phải thực hiện hai lời gọi để quy. Cả hai của chúng ta đều là n nó giảm đi 1. Do đó ở đây các bạn tính cái n 1, các bạn gọi để quy hai lần để cùng với n 1. Một lần các bạn gọi với k và một lần các bạn gọi với k trừ 1. Thấy không? Một lần các bạn gọi với k trừ 1 là ở đây. Và một cái lần các bạn gọi với k ở đây. Sau khi tính hai cái đó xong, tính cái này, tính cái bên trái đó, nó được mấy? Được chưa? Tính cái bên phải nó được cái nào? Bên này là bằng cái nào? Thì các bạn sẽ lấy cái mấy đó cộng cái nào? Các bạn lấy cái mấy đó, các bạn cộng cái nào? Thì chúng ta sẽ được kết quả là nhiêu? Kết quả là nhiêu thì các bạn sẽ trả là... Tí nữa mình sẽ minh họa cái blog, nó hay ở cái chỗ là các bạn có thể hỏi theo nhiều kiểu, chứ không phải là hỏi theo kiểu mà input và output. Khi các bạn lập trình trong C hay là trong Java vân vân đó, thì thường các bạn đưa đầu vào thì nó sẽ chạy ra đầu ra đó nha, theo một cái cách nào đó thôi. Nhưng mà mình có thể hỏi theo những cái kiểu khác nhau đấy. Bây giờ chúng ta sẽ dùng nhắc các trong một số cái chương trình, chẳng hạn như các cái chương trình sinh và thử. Ở đây khi các bạn thực hiện cái chia đó, ví dụ các bạn có 10 ngang, các bạn có 10 ngang, 10 là số bị chia, chia là số 3. Các bạn cần thì tìm cái tương nó bằng bao nhiêu. Tìm cái phép chia 3, đúng rồi, phép chia. Thì các bạn có thể thực hiện phép chia thông qua phép như thế này. Hồi nhỏ mà các bạn chia đó, mà lúc mà các bạn mới học phép toán chia, các bạn nhớ không nhỉ? Thì mình phải nhẩm cái miệng đó không ta, nhẩm làm sao? Rồi mình nhẩm làm sao? 1 thì sao nha, 1 lần 3 là 3 đúng không ta, 1 lần 3 là 3, 10 trừ 3 là còn 7, 7 lớn hơn 3, thì mình nhẩm là 2 đúng không nha, 2 lần 3 là 6, 10 trừ 6 là còn 4, 4 lớn hơn 3, vậy là vẫn có thể làm được là 3 đúng không ta, đúng không ạ, 3 lần 3 là 9, 9 10 là 1, 1 nhỏ hơn 3, thì mình kết thúc, có nghĩa là gì, 10 chia 3 là bằng mấy, bằng 3, dư 1. Mình muốn minh họa cái quá trình đó ở đây, và cũng là một cái ví dụ để minh họa cho nhắc các. Đây, các bạn nhẩm ngang là 1 thử ngang, rồi là 2 thử ngang, là 3 thử ngang. Vậy là các bạn sẽ dùng cái vị từ gọi là sinh một số t này, này. Cái vị trừ này là sao? Nó sẽ cho các bạn là số 1 ha. Vị từ này nhiều lời giải các bạn ha, nó là số 1. Vị từ này nó là số 2. Thì từ này nó ra số 3. Cái nhắc cắt ở đây các bạn này, để ý một cái trường hợp sử dụng nhắc cắt ở đây. Các bạn đi tìm thương nguyên, thương của phép chia mà lấy nguyên đó là 10 mà chia 3 thì cái t nó sẽ bằng 3 đó. Các bạn cũng đi tìm cái con số 3 này nè. Ok. Thì các bạn phải nhẩm miệng, nhẩm. Các bạn dùng cái vị từ sinh một số thì nó sẽ cho chúng ta những cái con số lần lượt là bằng 1, bằng 2, bằng 3. Các bạn lấy con số 1 đó, các bạn nhân ngược trở lại với 3 đúng không ta? Thì các bạn thấy rằng là gì? 3 là ok, 1 với 3 là 3 ha. Rồi các bạn lấy cái 1 đó, các bạn cộng cho 1, rồi các bạn nhân với 3. Tức là gì? Nó sẽ kẹp giữa 3 và 6 phải không? 2 thì sao? 2 vẫn thỏa đúng không nhỉ? 6 chưa lớn hơn B các bạn. Cái B chúng ta là bằng 10 là 6 chưa lớn hơn B. Các bạn nhẩm thôi nha, 1 với 3 thì các bạn thấy là 1 với 3 mà 2 với 3 thì nó ra là mấy? Nó ra là 3 với 3 đúng không? 3 nha. Còn bên này là 6, kẹp giữa 3 và 6. 2 đi, 2 thì 2 x 3 là bằng mấy? 2 đây, nếu đây bằng 2 thì 2 x 3 là bằng 6 đúng không ta? Bên này 3 thì bên này mới là 9 đúng không ta? Nếu 3 thì sao? 3 x 3 thì nó là bằng mấy? 9. Nhưng mà 4 x 3 thì nó là 12. Thì cái thương của chúng ta trong trường hợp này là bằng mấy các bạn? Bằng 3 đúng không?
Nhưng các bạn thấy là cái vị từ sinh số này nè, vị từ sinh số này nó còn sinh ra nữa các bạn. Ngoài ba ra ngán, cái vị từ này là cái vị từ giống như cái vòng lặp vô hạn đấy các bạn. Nó sinh ra các cái số tự nhiên 6, 7, 8, 9, 10, 11, tới vô hạn. Cái này đúng là tới vô hạn các bạn. Sau khi các bạn sinh ra như vậy đó, thì các bạn sẽ test thử một cái điều kiện. Ở đây chúng ta đang dùng cái phương pháp gọi là sinh và thử. Các bạn sinh ra một cái tên, sinh ra cái tên, sau đó các bạn thử test cái tên đó qua một cái điều kiện. Các bạn thấy rằng là gì? Nếu điều kiện đúng thì chúng ta gặp nhát cắt đúng không ạ? Nếu điều kiện đúng chúng ta gặp nhát cắt. Nhát cắt này nó làm gì? Nó sẽ cắt cái phần nào các bạn? Ví dụ là khi chúng ta gặp t bằng 3 nè, thì không. Với cái t bằng 3 này, các bạn test cái này nè. Các bạn thấy nó đúng nè. Thì chúng ta gặp nhát cắt nè, thấy không? Nhát cắt này nó sẽ giúp chúng ta loại bỏ cái phần nào các bạn. Nếu mà không có nhát cắt thì nó sẽ xét tiếp 4 5 6 7 8 9 10 nó tới vô hạn. Quá trình này có thể lặp tới vô hạn các bạn. Ok. Nếu gặp nhát cắt thì nó sẽ cắt cho chúng ta cái phần nào. Bây giờ mình thử cái vị từ là sinh một số nhé. Từ sinh một số thì nó tuân theo cái định nghĩa số tự nhiên. Số đầu tiên là số 0, được chưa? Cái vị từ này chúng ta muốn là nó tạo ra nhiều lần. Muốn sinh được cái số sinh một cái số n nào đó thì chúng ta phải sinh được cái số, muốn sinh được cái số, sinh được cái số trước, sau đó chúng ta lấy trước, chúng ta cộng một, chúng ta bằng cho n. Cái này là cái phần closing, cái predicate của chúng ta đây là run nha. Bạn thấy nào nó chạy không? Cái là nó chạy không? Nó chạy từ không cho tới cái định quy này có đuôi các bạn. Định quy này có đuôi. Mình mô tả cái định quy này các bạn xem nhé. Giống như các bạn có một cái vòng lặp mà chạy tới vô hạn vậy đó. Nó ra, chúng ta gọi là sinh số ha. Thì nó ra phương án gọi là không, được chưa? Là giải đầu tiên nha. Đấy, nó có phương án là không nè. Ok. Sau đó nó có hai hướng mà, nó có hai hướng mà. Theo cái đường bên phải hay là cái đường dưới á thì chúng ta lại gọi cái sinh số được không nhỉ? Vậy là hồi nãy chúng ta gọi là sinh số A đi. Thì bây giờ muốn được số A đó thì chúng ta vừa rồi chúng ta có kết quả là A bằng 0 ha. Thì muốn được sinh số A thì các bạn phải sinh số B. Chưa? Sinh số B xong rồi sao? Sinh số B xong thì các bạn phải cộng thêm 1. Được không? Bây giờ khi sinh số B đó thì nó vô phương án là không, được không? Không này các bạn cộng với một thì cái lời giải nó sẽ cho ra là một, được chưa? Giờ muốn sinh số B thì chúng ta sẽ gọi là sinh số C, được không? Sinh số C xong được bao nhiêu? Sau đó chúng ta cộng một. Sinh số C thì được cái phương án đầu tiên là không. Thì lúc này không chúng ta không chúng ta cộng với một thì nó ra một, được không? Một chúng ta lại cộng với một nữa, đúng không ta? Không nè, thì được cái số không chúng ta cộng một thì nó sẽ ra đây là một, đúng không? Một chúng ta cộng một nữa thì nó sẽ được cái số của chúng ta là bằng bằng trong trường hợp này nó suy ra được là hai, được chưa? Bây giờ sinh số C thì chúng ta lại gọi là sinh số D. Sinh số D thì lại có hai phương án. Phương án thứ nhất là được số không, phương án thứ hai là sinh số số e, đúng không ta? Họ cứ như vậy. Không thì nó cứ return mấy lần, nó return một lần, return hai lần, nó return ba lần, nó return bốn lần, ba lần thì chúng ta được số ba, được ba thế nhỉ? Thì là cái nhánh mà ở trên hay là cái nhánh bên trái đó, nó sẽ dẫn cho chúng ta được những con số là không, một, hai, ba, và cái nhánh bên dưới là cái nhánh mà chúng ta còn tiếp tục để quy, không các bạn nhỉ? Thì cái để quy của chúng ta là ở nhánh dưới chứ. Thì các bạn có thể mô hình cái quá trình để quy này giống như là cái quá trình một cái cây nhị phân vậy đấy. Cái trên là chấm dứt, cái dưới là phân chia, trên là chấm dứt, cái dưới là phân chia. Thì trong trường hợp đi được những cái trên đó thì các bạn sẽ được những con số là 4, 5, 6, 7.
còn cái dưới nó còn kéo dài tới vô hạn. Dĩ nhiên cái này không kéo dài tới vô hạn được, bởi vì sao? Cái đệ quy chúng ta nó có cái đuôi, à, có nghĩa là chúng ta phải nhớ cái gì? Nhớ cái phép tổng cộng đó các bạn thấy không? Trong quá trình làm chúng ta phải nhớ cái phép tổng cộng. Cái phép tổng cộng đó là cái phép toán nó phải được đẩy vào ngân sách. Này, cái cộng 1 mà, cứ mỗi lần vô là cộng 1 này. Mỗi lần vô là cộng 1 này. Do đó nếu mà chúng ta càng mà gọi quá sâu đó, thì nó sẽ dẫn đến là tràn cái ngân sách được không các bạn nhỉ? Vì từ này có nhiều lời giải. Vì từ này có nhiều lời giải. Trong trường hợp chúng ta muốn tìm cái lời giải đầu tiên, tức là nó thỏa một cái điều kiện nào đó, thử nào đó, thì chúng ta đưa vào cái nhắc cắt đây để chi? Để nó sẽ dừng cái quá trình sinh tiếp tục. Thấy không? Quá trình sinh này nè, có thể bị bỏ đi với cái cách sử dụng cái nhắc cắt ở đây. Bởi vì cái phép chuyên nguyên này nè, các bạn biết là nó chỉ có một cái kết quả thôi. Cái sinh một số nó giống như là một cái vị từ cơ bản đó các bạn. Sau này các bạn chạy một cái vòng lặp thì các bạn chạy như vậy. Nếu mà các bạn muốn chạy từ 10 chẳng hạn, thì cái trường hợp nào này các bạn để vào là 10 nè. Cái sinh một số là nó chạy tới vô hạn á, không, mình sẽ đưa nó vào và mình sẽ dừng ở chỗ nào mà cần nó. Còn nếu mình nó chạy một mình thì nó chạy cho đến khi tràn stuck, không cần dần nó hành từ nó tự nó dừng hơn, nó tràn stuck nó dừng. Nếu mà cái máy em mà ram từ nhiều hơn thì nó chạy lâu hơn, thì cái máy mình mà ram ít thì cái stuck nó ít á, thì nó chạy lâu dần thôi.